Phạm Văn Tuân rất vui mừng gặp lại các bạn. Giới thiệu các bạn cái bộ cửa gỗ lim. Thì hôm nay sẽ review các bạn chi tiết cái bộ cửa gỗ lim này. Thì các bạn quan sát cái ngôi nhà chúng ta đẹp rồi, nhưng mà quan trọng nhất là cái không gian cửa đại, hay gọi là cửa chính, hay gọi là cửa lớn. Thì với cái không gian cửa đại, cửa chính, cửa lớn này thì chúng ta phải làm đẹp để các bạn đón khách, và nó là cái diện mạo chính của ngôi nhà. Thì hôm nay giới thiệu các bạn cái cửa cánh cửa gỗ lim này. Thì hiện tại cái mô hình cửa gỗ lim này, cái mẫu cửa này được rất nhiều khách hàng yêu thích. Vì lý do tại sao? Thì từ cái phần cái tải quạt này, các bạn nhìn hai cái phần tải quạt giống như cánh chim công hai bên này, và cái biểu tượng của cánh chim công ấy thì là cái sự mang lại điều may mắn, mang lại sức khỏe, mang lại cái tài lộc cho gia chủ. Cho nên cái bộ cái cánh chim công này được rất nhiều khách hàng trong toàn quốc đều yêu thích cái mẫu cửa gỗ lim dạng như này. Thế thì ở đây có cái điều gì đặc biệt khi chúng ta lựa chọn gỗ và lựa chọn những đơn vị thi công gỗ làm sao nó chuẩn? Thì các bạn quan sát, nếu một cái cây gỗ chúng ta cùng làm thì cái vân gỗ, các bạn nhé, chơi gỗ thì các bạn phải chơi vân. Thì các bạn để ý này, cái vân gỗ này nó nhìn đang tọc này, đấy, cái cánh này đang là vân tọc đấy, các bạn nhìn đây này, đấy, đang là vân tọc. Thì cái phần này của ta cũng là vân tọc này, đó, các bạn nhìn nó sẽ cùng một vân, nghĩa là cùng một thân cây gỗ làm ra. Nếu các bạn mà sử dụng cái vân nó khác nhau thì chứng tỏ là chúng ta lấy cây gỗ khác lắp vào cái cánh cửa này thì chúng ta nhìn nó sẽ rối và nó không đẹp. Thì các bạn chú ý về phần vân gỗ nếu mà chúng ta sử dụng. Phần tiếp theo thì các bạn để cái cánh cửa nó đẹp hơn thì ở đây chúng ta sẽ có cái hộp. Các bạn nhìn hộp bên này. Đấy. Cái hộp trụ giống như cái trụ nhà của ta, cái hộp trụ này. Đấy, được chạy CNC, các bạn nhìn nó rất là nổi và đẹp. Và phía bên trên nữa, các bạn nhìn họa tiết hoa văn ở cái phần phía trên cùng ấy. Đấy, tạo cái độ nổi. Và đây gia đình có chơi có hai cái chữ, đó là chữ phúc và chữ lộc. Đấy, các bạn nhìn, bạn camera thì view sẵn cho các bạn quan sát cái chữ lộc. Đấy. Thì ý nghĩa là công trình nhà chúng ta có nhiều phúc nhiều lộc, đời đời để cho con cháu càng ngày càng phát triển làm ăn kinh doanh, hoặc là học tập thì càng ngày tấn tới, càng ngày vươn lên những cái điều tốt đẹp trong cuộc sống. Đấy. Gia đạo thì ăn vui, cuộc sống vui vẻ. Thì các bạn chú ý như vậy. Thì cái phần chơi chữ cũng là một cái truyền thống của người Việt. Tiếp theo ở cái phần cửa thì mình cũng chia sẻ các bạn, nó sẽ cùng cấu tạo gồm có 3 yếu tố. Yếu tố số 1 đó là cái cửa, chúng cái phần di động cửa. Đây là cái cánh cửa này là phần di động này, là chúng ta mở ra mở vào, để đây là phần di động. Phần thứ hai là phần cố định. Đây các bạn, đây là nhìn phần cố định. Thì cái phần cố định này thì chúng ta thường thường làm pano hình. Pano hình có hai loại, một là chúng ta pano hình bằng gỗ như thế này, bằng gỗ. Những bạn nào mà trẻ tuổi hơn, nhất là cái tuổi trẻ hơn một chút, thì chúng ta không chơi pano gỗ, mà cái phần này là chúng ta sẽ sử dụng là pano kính để các bạn có cái góc nhìn. Đấy, pano kính như trên kia, đấy, để các bạn nhìn được cái không gian, lấy ánh sáng vào trong nhà. Đấy, thì các bạn chú ý như vậy. Thì chúng ta cái pano có hai loại, đó là pano kính và pano gỗ ở cái khu vực điểm cố định của cửa nhé. Còn tiếp theo này thì các bạn, tôi sẽ chia sẻ với bạn cái độ dày cửa. Thông thường cái độ dày cửa cánh cửa gỗ lim này nó có 4 loại. Đó là dày 3,8, nghĩa là 3,8 cm, 4 cm, 5 cm và 6 cm. Nhưng với cánh này thì độ dày là 5 cm các bạn nhé. Đấy, thì với cái cánh này của chúng ta là đảm bảo. Và thứ hai thì các bạn thấy ổ khóa gia đình lựa chọn cái khóa màu vàng rất là sang trọng. Còn các bạn trẻ bây giờ thì chúng ta có thể sử dụng ổ khóa công nghệ, là chúng ta thì khóa từ tính vào đây, thì chúng ta có thể đặt cái thẻ quẹt vào đây, hoặc là các bạn có thể sử dụng khóa vân tay quẹt vào đây là được, hoặc là các bạn nhập số ở đây thì có rất nhiều loại khóa để đảm bảo cho cái cửa của chúng ta. Thì đây gia đình sử dụng cái khóa truyền thống, các bạn nhé, khóa truyền thống, sử dụng chìa vẫn là cái khóa truyền thống. Các bạn